Chào mừng các em đến với chương trình dạy học online Hóa học 8. Để việc học có kết quả, các em cần có thái độ học tập nghiêm túc giống như mình học trên lớp vậy và cần viết đầy đủ các nội dung được dạy vào trong vở. Vậy các em đã chuẩn bị đầy đủ vở viết chưa? Chúng ta có một phút để chuẩn bị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức chương 4. Oxy và không khí thông qua việc học bài 29 bài luyện tập 5. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng học nhé. Kiến thức cần nhớ đầu tiên, khí oxy là một đơn chất phi kim có tính oxy hóa mạnh, rất hoạt động đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Oxy là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm là các hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Thường trong phòng thí nghiệm, người ta sẽ dùng hai nguyên liệu chính. Nguyên liệu thứ nhất là kali clorat có công thức hóa học là KClO3. Khi dùng nguyên liệu này, người ta thường phải dùng thêm mangan dioxide làm chất xúc tác để phản ứng dễ xảy ra hơn. Nguyên liệu thứ hai là kali bermanganat, tên thường gọi là thuốc tím, có công thức hóa học là KMnO4. Chúng ta sang hai la mã bài tập. Bài tập đầu tiên, bài số 1, trang 100 sách giáo khoa. Các em hãy đọc đề. Đề bài yêu cầu các em hãy viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy của các đơn chất như carbon, phosphor, hydro, nhôm. Để giải quyết được bài tập này, các em cần phải nhớ lại kiến thức. Sự cháy trong oxy của một chất là sự tác dụng của chất đó với khí oxy. Như vậy, chúng ta sẽ viết phương trình hóa học lần lượt cho carbon, phosphor, hydro, nhôm tác dụng với oxy. Từ đó chúng ta viết được các phương trình hóa học như sau. Lưu ý các em, khi viết phương trình hóa học, các em cần phải nhớ cân bằng và chú ý sử dụng điều kiện tê độ cho các phản ứng hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy. Kiến thức cần nhớ tiếp theo, sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất khác. Chúng ta cùng làm bài tập 7. Trang 101 sách giáo khoa, các em hãy đọc đề. Để giải được bài tập này, các em cần phải nhớ sự oxy hóa một chất là sự tác dụng của chất đó với oxy. Như vậy, trong các phản ứng của đề cho, có phản ứng A là hydro tác dụng với oxy, phản ứng B là đồng tác dụng với oxy. Vậy đây chính là hai phản ứng có xảy ra sự oxy hóa. Kiến thức cần nhớ tiếp theo, oxit là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Có hai loại chính, oxit axit và oxit bazơ. Oxit axit là oxit của phi kim tương ứng với một axit. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ. Chúng ta cùng làm bài số 4, trang 101 sách giáo khoa. Các em hãy đọc đề. Để giải bài tập này, các em cần lưu ý. Oxit là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Nguyên tố còn lại sẽ là một nguyên tố hóa học khác, nên phát biểu đúng sẽ là phát biểu D. Còn phát biểu A, oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố kim loại là một phát biểu đúng nhưng chưa đủ. Phát biểu B, oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố phi kim khác là một phát biểu đúng nhưng chưa đủ. Phát biểu C, oxit là hợp chất của oxy với các nguyên tố hóa học khác là một phát biểu sai vì số nguyên tố nhiều hơn 2. Phát biểu E, oxit là hợp chất của oxy với các nguyên tố kim loại là một phát biểu sai vì số nguyên tố nhiều hơn 2. Chúng ta cùng làm bài 5, trang 101 sách giáo khoa. Các em hãy đọc đề.
Đề bài yêu cầu các em điền chữ S và ô trống đối với các câu phát biểu sai. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các câu phát biểu của đề bài. Câu phát biểu A, oxit được chia làm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ. Đây là một câu phát biểu đúng. Cho nên phát biểu B và phát biểu C sẽ là câu phát biểu sai. Câu phát biểu D, oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit là một câu phát biểu đúng. Nên phát biểu E là phát biểu sai. Phát biểu F, oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ là một câu phát biểu đúng. Bài tập tiếp theo, bài số 3, trang 101 sách giáo khoa. Các em hãy đọc đề. Bài tập này có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các em hãy phân loại oxit nào thuộc loại oxit axit, oxit nào thuộc loại oxit bazơ. Yêu cầu thứ hai, hãy đọc tên từng oxit. Để phân loại được oxit, các em cần phải nhớ oxit axit là oxit của phi kim tương ứng với một axit, oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ. Từ đó chúng ta sẽ phân loại được các oxit bazơ gồm các oxit sau: Na2O, MgO, Fe2O3. Đây là các oxit bazơ vì là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. Còn các oxit axit gồm CO2, SO2, B2O5. Đây là oxit axit vì là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Để đọc tên từng oxit, các em cần nhớ lại cách gọi tên. Tên oxit, tên nguyên tố cộng với oxit. Từ đó, Na2O đọc là natri oxit, MgO đọc là magie oxit. Nếu kim loại có nhiều hóa trị, chúng ta sẽ gọi tên theo cách sau: tên kim loại kèm theo hóa trị cộng với oxit. Từ đó, Fe2O3 đọc là sắt 3 oxit. Nếu phi kim có nhiều hóa trị, chúng ta sẽ gọi tên theo cách như sau: tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim, tên phi kim; tiền tố chỉ số nguyên tử oxy, oxit; tiền tố tức là các tiếp đầu ngữ để chỉ số nguyên tử, trong đó 2 đọc là đi, 3 đọc là tri, 4 là tetra, 5 là benta. Từ đó CO2 đọc là carbon dioxide. Ngoài ra còn có một cái tên thường khác là khí carbonic. SO2 đọc là lưu huỳnh dioxide, còn có một tên thường khác là khí sulfurer. B2O5 đọc là diphosphor benta oxide. Kiến thức cần nhớ tiếp theo, không khí là hỗn hợp gồm nhiều chất khí. Theo thành phần thể tích thì gồm 78% là khí nitơ, 21% là khí oxy, 1% là các khí khác, gồm có khí carbonic, CO2, hơi nước, khí hiếm, vân vân. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Như vậy, trong phản ứng hóa hợp, chất tham gia là hai hay là nhiều, còn sản phẩm thì chỉ có một. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Như vậy, trong phản ứng phân hủy, chất tham gia là một, sản phẩm thì là hai hoặc là nhiều chất. Để giúp các em phân biệt rõ thế nào là phản ứng hóa hợp, thế nào là phản ứng phân hủy, chúng ta cùng nhau so sánh sự giống và khác nhau của hai loại phản ứng này nhé. Về sự giống nhau, phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy đều là phản ứng hóa học. Về sự khác nhau, chúng ta sẽ dựa vào số lượng sản phẩm và số lượng tham gia của các phản ứng. Đối với phản ứng hóa hợp, chất tham gia sẽ là hai hay nhiều chất. Còn phản ứng phân hủy, số lượng chất tham gia là một chất. Về sản phẩm, đối với phản ứng hóa hợp sẽ là một chất. Còn phản ứng phân hủy sẽ là hai hay nhiều chất. Đây là các ví dụ minh họa. Bài tập tiếp theo, bài số 6, trang 101 sách giáo khoa. Các em hãy đọc đề.
Để giải quyết được bài tập này, các em cần phải phân biệt rõ thế nào là phản ứng hóa hợp, thế nào là phản ứng phân hủy. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Như vậy, trong phản ứng hóa hợp chỉ có một sản phẩm, còn trong phản ứng phân hủy chỉ có một chất tham gia. Quan sát các phản ứng đề bài thì ta thấy chỉ có phản ứng B là có một sản phẩm, vậy đây chính là phản ứng hóa hợp. Còn các phản ứng còn lại chỉ có một chất tham gia, vậy chúng chính là phản ứng phân hủy. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta vừa ôn tập lại tất cả các kiến thức của chương 4, oxy và không khí. Các em đã nhớ lại được nhiều kiến thức chưa? Để việc học có kết quả, các em cần về nhà làm lại hoàn chỉnh các bài tập và vở bài tập và học bài theo những nội dung kiến thức cần nhớ. Tạm biệt các em!